Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh thờ mình. Top 10 mùi hương có một cái độ linh hoạt rất là lớn. Có nghĩa là chúng ta không cần quá nhiều mùi hương, chúng ta chỉ cần một mùi hương để đi làm, để đi học, để đi uống nước, để đi chơi, để đi tụ tập, để đi party. Thì trong video của mình ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai linh hoạt mà có một cái độ linh hoạt ở mức độ như thế. Có nghĩa là chúng ta không cần đầu tư quá nhiều tiền mà chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền để sở hữu một chai linh hoạt mà nó có một cái biên độ rộng như thế. Thì trong video của mình hôm nay, mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa có thể làm được theo cái yêu cầu của các anh em. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click vào đường link mình để phần mô tả để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Top 10 chai nước hoa có một cái biên độ linh hoạt rất là lớn. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 đó là chai nước hoa của nhà Valentino và nó có tên là One More Intense. Chai nước hoa này thì hiện nay đã bị ngưng sản xuất, thế nhưng chúng ta sẽ vẫn tìm được hàng nếu như mà cố gắng một chút. Về mùi hương thì nó có nét tương đồng với Dior More Intense đó. Thế nhưng mà ở chai nước hoa này thì mình cảm giác nó đậm hơn và nó ít cái độ phấn hơn so với sản phẩm nhà Dior. Thế nhưng về độ linh hoạt của chai nước hoa này thì nó không hề kém cạnh. Nếu như chúng ta chỉ cần một mùi hương tầm chúng ta khoảng 26-27 và chúng ta cần một cái mùi hương đa dụng, đi học, đi chơi, đi làm, đi tụ tập tất tần tật, thì cái mùi hương nào nó có thể phần nào đáp ứng được cái yêu cầu đó của các anh em thì ở vị số 10, Valentino Uomo Intense là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em đó. Ở vị trí số 9, đấy là một sản phẩm của nhà Replica và đối với mình đây là một phiên bản nâng cấp của The One Char Club. Mùi hương của chai nước hoa này có cái nét tương đồng khá là lớn đối với The One, nhưng nó có một cái sự cải thiện rất rất là đáng kể ở hiệu năng mùi, về độ bám tỏa mùi có thể gọi là phải gấp đôi so với The One. Thì anh em nào nếu như yêu thích mùi hương ngọt ngào của The One nhưng chúng ta thích hiệu năng mùi nó tốt hơn thì Replica Char Club chính là cái bản nâng cấp như thế ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8, đây là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent và YEDP. Chính xác là cái mùi hương mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đây không phải là một cái mùi hương quá là xuất sắc đó. Người mùi hương của chai nước hoa này chúng ta có thể cảm thấy ở Eros, ở Invictus, ở Dior Sauvage. Thế nhưng nếu như xét về một cái độ năng động mùi, độ linh hoạt mùi và dành cho các anh em tuổi teen thì mình nghĩ rằng Y không có nhiều đối thủ ở phân khúc dành cho tuổi teen. Một cái mùi hương ngọt rất rất là sexy và trẻ trung, năng động. Thì bất kỳ các anh em nào tầm từ khoảng 24-25 đổ về, trong khoảng từ 20-25 và chúng ta thích cái mùi hương nào nó năng động, nó vừa ngọt ngào, nó vừa thu hút thì Y chính xác là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 19-8 chẳng qua mình muốn giới thiệu anh em Y by Yves Saint Laurent. Ở vị trí số 7, đây là một sản phẩm của nhà Prada và nó có tên là L'Homme Intense. Đây là phiên bản nâng cấp tiếp theo của Prada L'Homme và với sự kết hợp của da thuộc, của đậu tonka và của diên vĩ. Đây chính xác là cái mùi hương dành cho các quý ông vào ngày mùa lạnh. Bất cứ khi nào các anh em muốn đi cà phê, đi gặp mặt, đi làm và cái mùi hương nào nó sang trọng, nó vừa nam tính và quý ông thì Prada L'Homme Intense chính là cái mùi hương như thế ở vị trí số 7. Okay. Các anh em không biết có nhìn thấy ngoại hình của em nói chưa nhỉ? Chắc là được. Để mình xem nào. Ok, đây là nó. Ok, ở vị trí số 7. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà San Battery và nó có tên là Ferragamo F Black. Đây luôn luôn là một trong những chai nước hoa mùi ngon, giá rẻ. Perfumer đã chế tạo ra mùi hương này, đó là Olivia Pope, một perfumer hiện tại của nhà Chanel. Thì các anh em đều biết về mức độ mùi hương của chai nước hoa này là không hề kém cạnh với bất kỳ một sản phẩm nào. Với cái sự kết hợp của nếu mình nhớ không nhầm là oải hương và một chút ngọt, rất là ok. Mình nghĩ rằng với một cái số tiền không hề là quá đắt thì các anh em nào mà muốn một cái mùi hương đa dụng thì chúng ta nên tham khảo Salvatore Ferragamo F Black. Ok. Ở vị trí 19-8-7-6, ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Amart Reflection. Mùi hương của jasmine, của hoa nhài kết hợp cùng với tông gỗ
khá là hiện đại so với các chai nước hoa mang phần còn lại của nhà Amorge. Thì đối với mình, Reflection nó mang hơi hướng của châu Âu, của trời Tây hơn nhất trong cái loạt sản phẩm của nhà Amorge. Mùi hương này rất thích hợp với anh em nào tầm từ khoảng 28 đổ lên và chúng ta thích một cái mùi hương sang trọng. Cũng khá là độc đáo. Thì Amorge Reflection là một trong những mùi hương mình muốn gợi ý cho anh em. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Hermès. Mình đang rất là mê mệt mùi hương chai nước hoa này. Ambre Nguyễn, mình nghĩ là như thế. Một sự kết hợp của mật ong, của quế và của thuốc lá rất rất là ok. Bám mùi thì thôi rồi, một con quái vật bám mùi, mình nghĩ rằng nó phải được tầm 24 tiếng và mùi hương của nó thì rất rất là tuyệt vời. Anh em nào mà tầm khoảng, mình nghĩ rằng chai nước hoa này hợp với tầm khoảng độ khoảng tầm thứ 28 đổ lên và chúng ta lịch lãm, chúng ta là một quý ông, chúng ta là một người thành đạt hoặc là bất kỳ một cái gì, một cái mùi hương chúng ta cần một cái sự sang trọng thì chai nước hoa này Hermès Ambre Nguyễn chính xác là cái mùi hương như thế. Mình rất là thích chai nước hoa này, rất là tuyệt vời. Ok, ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Hermès. Ở vị trí số 3, chai nước hoa cũng khá là quen thuộc, nhưng nếu như không nhắc đến thì mình cảm thấy là hơi phí. Bleu de Chanel. Và chai nước hoa phiên bản mình luôn thích nhất đó là EDP. Không cần nói quá nhiều về mùi hương chai nước hoa này, cực kỳ là đa dụng, cực kỳ là thu hút và quý ông. Dù cho bất kỳ một có một ý kiến nào đó là đụng mùi, đó là bla bla bla, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Bleu de Chanel luôn luôn là best seller của dòng nước hoa nam. Đó, ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Candle Barcelona và nó có tên là D600. Mùi hương ngỏ hoa diên vĩ kết hợp cùng với tông gỗ. Chai nước hoa này thì nó không có một cái sự nhẹ nhàng như ở các sản phẩm của nhà Prada. Nó khá là cũng hơi đậm đậm mùi một chút, không phải là quá đậm nhưng cũng hơi là đậm. Và nó, mình nghĩ rằng nó không hợp lắm với các anh em thanh niên. Mình nghĩ rằng nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 28 đổ lên và cũng phải là hơi đàn ông thì xịt mùi hương này nó mới hợp. Còn lại thì mình không nghĩ rằng các anh em tuổi teen có thể sử dụng được chai nước hoa này. Nhưng nếu như các anh em nào mà phong cách quý ông lịch lãm thì D600 cũng là một trong những cái mùi hương khá là ok. Mình cũng khá thích mùi hương chai nước hoa này. Đó, đó ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Candle Barcelona D600. Đây, mời các anh em chiêm ngưỡng ngoại hình của em nó. Ok, đây nó đấy, nó đấy, ok. Rồi. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, đây là bộ đôi sản phẩm của nhà Coqlon. Một bộ đôi sản phẩm đến từ nhà Coqlon và nó có tên là Loam Idea, EDT và EDP. Nói về mùi hương của hai chai nước hoa này, mình đánh giá nó rất là cao. Nếu như ở phiên bản EDT này thì là một cái mùi hạnh nhân ngọt ngậy như một chiếc bánh tẩm cùng với hạnh nhân, rất rất là sáng tạo, rất rất là độc đáo. Thì ở chai EDP này, một cái mùi hương nam tính hơn, khét lẹt hơn mà nam tính hơn. Thế nhưng tựu chung bộ đôi sản phẩm Coqlon Loam Idea này có thể gọi là xứng đáng đến từng xu chúng ta bỏ ra nếu như chúng ta có cơ hội sở hữu một trong hai sản phẩm của nhà Coqlon này. Và tất nhiên là nó rất là đa dụng nữa, cho nên mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào mà có điều kiện thì chúng ta nên sở hữu một trong hai phiên bản này, EDT cũng được và EDP cũng được. Rất là tiếc là hơi khó tìm, tất nhiên là tìm sẽ vẫn tìm được nhưng nó hơi khó tìm mà thôi, chứ không phải là không tìm được. Nhưng chúng ta cũng nên tham khảo Coqlon Loam Idea, EDT và EDP. Ok. Đó. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa có một cái biên độ linh hoạt rất là rộng. Chúng ta có thể dùng vào tất cả các dịp hiếu hỉ, hội nghị, nói chung là bla bla bla, tất cả các dịp. Thì 10 chai nước hoa trên chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo để có thể sở, chỉ cần sở hữu một chai nước hoa là ok trong tất cả các mặt trận. Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.